Như Lê xin mến chào quý vị quay trở lại với tin người Việt Canada và cảm ơn quý vị luôn theo dõi, đồng hành cũng như là góp ý cùng bản tin. Chúc quý vị cùng gia đình thật là nhiều sức khỏe cũng như là mọi sự bình an. Và mời quý vị cùng Julie cập nhật tin tức trong buổi tối ngày hôm nay. Và thưa quý vị, chắc có lẽ câu chuyện gần đây chúng ta hay nói đó là thời tiết và cũng như là thay đổi đi kèm với những bệnh cảm cúm và tình trạng thiếu thuốc giảm bớt trong những năm cao điểm của đại dịch, nhưng mà hiện nay đang gia tăng cũng là một vấn đề đang được nói tới. Những người Canada đang cố gắng tiếp cận các loại thuốc quan trọng vào năm ngoái thì có thể nhận thấy rằng đơn thuốc của mình sẽ khó mua hơn do tình trạng thiếu thuốc được báo cáo ngày càng gia tăng, mà Bộ Y tế Canada cho biết là nó sẽ tiếp tục diễn ra cho đến cuối năm 2023. Tuy nhiên, mặc dù là mức tăng đột biến thể hiện một sự gia tăng về số lượng thiếu hụt và thời gian thiếu hụt so với năm 2020-2021, nhưng mà nó thực sự đưa Canada trở lại xu hướng ít nhất là từ năm 2017 khi mà báo cáo bắt đầu theo dữ liệu được cung cấp bởi Bộ Y tế Canada. Đó là một xu hướng mà dược sĩ và là chủ tịch sáng kiến chiến lược của Hiệp hội Dược sĩ Ontario cho biết. Tình trạng thiếu thuốc nói chung trong vòng từ 5 đến 10 năm qua tại Canada thực sự đã lớn hơn nhiều về số lượng và mức độ nghiêm trọng mà chúng tôi từng thấy trước đây. Từ thuốc giảm đau đến thuốc hạ sốt cho trẻ em vào năm ngoái, hay là các sản phẩm trị cảm cúm, trị cảm lạnh, cũng như là thuốc kháng sinh. Nhưng mà thực sự, quý vị biết đấy, thậm chí cả một số loại thuốc quan trọng điều trị bệnh như là bệnh tim mạch hay là thuốc gây mê cũng vẫn thiếu. Tính đến thời điểm hiện tại trong năm nay, Bộ Y tế Canada đã nhận được tới 2.452 báo cáo về tình trạng thiếu hụt, đại diện cho 1.673 loại thuốc kê đơn được bán ở trên thị trường. Một số loại thuốc được coi là thiếu hụt khi mà nguồn cung không thể đáp ứng được nhu cầu. Thuốc được bán ở trên thị trường là những loại thuốc được bán ở Canada, vì không phải tất cả các loại thuốc được phê duyệt ở Canada đều thực sự có mặt trên thị trường ở đây. Và các báo cáo thiếu hụt duy nhất là những gì còn sót lại sau khi mà loại bỏ các báo cáo trùng lặp khỏi tổng số. Cơ quan này cũng cho biết rằng kể từ khi mà họ bắt đầu luật báo cáo bắt buộc vào tháng 3 năm 2017, thì trung bình có 2.556 vụ thiếu hụt thuốc theo toa ở trên thị trường đã được báo cáo mỗi năm, tương ứng với một mức trung bình là 1.840 loại thuốc đang bị thiếu hụt mỗi năm kể từ năm 2017. Và kể từ năm 2017 đến 2019, thì số lượng thiếu hụt mới được báo cáo mỗi năm và hiện nay vẫn được báo cáo ổn định. Trung bình có 230 báo cáo mỗi năm, thưa quý vị. Tuy nhiên, đến năm 2019, tình trạng thiếu hụt đó đã bắt đầu kéo dài hơn trước. Và sau đó năm 2020-2021, điều đó đã thay đổi do đại dịch. Số lượng thiếu hụt mới trung bình mỗi tháng giảm xuống còn 187 và thời gian thiếu hụt đó ngắn hơn. Các chuyên gia y tế công cộng đã đưa ra một giả thuyết rằng các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm COVID-19 đã giảm trong thời gian đó. Các chuyên gia y tế công cộng đã đưa ra một giả thuyết rằng các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm ngoài COVID-19 đã giảm ở trong thời gian đại dịch, vì hầu hết người Canada đang thực hiện giãn cách vật lý và đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Cả hai điều này đều giúp ngăn ngừa sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm thông thường. Và vào năm 2022, khi mà các hạn chế liên quan đến đại dịch được nới lỏng, thì các đơn vị y tế công cộng trên cả nước đã chứng kiến một sự gia tăng trở lại của một số bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn và virus gây ra. Đồng thời, Bộ Y tế Canada cũng cho biết rằng số lượng thuốc được báo cáo thiếu hụt đã tăng lên mức trung bình là 222 mỗi tháng, gần như là quay trở lại mức trước đại dịch. Vào năm ngoái, thì chúng ta cũng đã chứng kiến một sự gia tăng cả về thời gian thiếu hụt cũng như là số lượng thiếu hụt mới trung bình hàng tháng. Cho đến năm 2023, xu hướng về số lượng báo cáo và thời gian thiếu hụt vẫn tương tự như năm ngoái. Cơ quan này nói rằng sự gián đoạn trong sản xuất, nhu cầu gia tăng hay là sự chậm trễ trong vận chuyển, sự thiếu hụt một loạt những cái chất và một loạt khác chung là năm nguyên nhân hàng đầu gây ra tình trạng thiếu hụt hiện nay. Về thời gian, thì sự chậm trễ vận chuyển là nguyên nhân gây ra một tình trạng thiếu hụt kéo dài nhất vào năm nay 2023. Thiếu hụt là các yêu cầu tuân thủ thực hành sản xuất tốt, thiếu những thành phần không hoạt động hay là tăng nhu cầu, gián đoạn sản xuất và thiếu hoạt chất. Vì những lý do này mà Bộ Y tế Canada cũng cho biết, họ làm mọi thứ có thể để có thể ngăn ngừa tình trạng thiếu hụt khi có thể và giảm thiểu những tác động khi chúng xảy ra, bao gồm làm việc với chính quyền tỉnh và vùng lãnh thổ, các bên liên quan trong ngành hay là những đối tác, những hệ thống chăm sóc sức khỏe và nhóm bệnh nhân.
Những điều này bao gồm việc cho phép một loạt những sự linh hoạt tạm thời trong các yêu cầu về pháp lý để có thể đẩy nhanh quá trình đưa thuốc vào thị trường Canada, đẩy nhanh việc phê duyệt các loại thuốc mới hoặc là thay đổi các loại thuốc hiện có và cho phép nhập khẩu các loại thuốc được nước ngoài cấp phép được sản xuất theo tiêu chuẩn tương tự như của Canada, sản phẩm được ủy quyền, thưa quý vị. Combo quà tặng sức khỏe cho người thân, tổ yến Canada, 514-996-6679. Và tiếp theo chúng ta sẽ nói về dự báo thời tiết mùa đông 2023. Theo dự báo mùa đông từ một trong những nhà dự báo nổi tiếng của Canada thì những đêm lạnh giá và những cơn dốc phủ đầy tuyết có thể sẽ không dễ dàng xảy ra ở phần lớn Canada trong thời gian đầu của mùa đông năm nay. Mạng lưới thời tiết dự đoán rằng vì El Nino cho nên là sẽ dẫn đến một nhiệt độ về mức trung bình cũng như là lượng mưa thấp hơn bình thường ở phần lớn đất nước chúng ta, đặc biệt là ở miền Tây và miền Trung Canada. Trong khi xu hướng đó dự kiến sẽ tiếp tục diễn ra trong suốt mùa đông ở các tỉnh như là BC, và mạng lưới cũng cho biết rằng những khu vực xa hơn về phía đông có thể sẽ chứng kiến nhiều điều kiện thay đổi hơn khi mùa đông diễn ra. Và đó là một El Nino, không giống bất cứ một điều gì mà chúng ta từng thấy trước đây. Và điều đó có nghĩa là có thể có một vài điều bất ngờ trong năm nay đối với người Canada. Và đúng, hiện tượng nóng lên có nghĩa là ôn hòa, nhưng mà chúng ta sẽ phải theo dõi sự thay đổi vào giữa mùa đông, có thể sẽ dẫn chúng ta đi theo một con đường khác với những gì mà chúng ta đã nhìn thấy trước đây, theo các chuyên gia cho biết. Và nhà dự báo cho biết rằng El Nino có thể sẽ liên quan đến nhiệt độ đại dương ấm hơn bình thường ở khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương, ở phía Tây Nam Mỹ, hay là ảnh hưởng đến mô hình dòng phản lực toàn cầu. British Columbia dự kiến sẽ có một mùa đông ôn hòa và khô hơn bình thường trong phần lớn thời gian của mùa. Theo Weather Network thì cho biết rằng một thông cáo báo chí mặc dù có thể sẽ có một đợt mưa quá mức. Các tỉnh như là ở Prairies, đặc biệt là Alberta và Saskatchewan cũng sẽ có mùa đông ôn hòa hơn với lượng tuyết rơi dưới mức bình thường ở khắp những khu vực phía Tây và phía Trung của khu vực. Và các nhà dự báo lưu ý rằng Edmonton cho đến nay không có tuyết vào tháng 11. Điều này đã xảy ra lần cuối cùng là gần 100 năm trước, thưa quý vị. Đối với miền Tây Canada, đây là mùa đông mà quý vị lo lắng hơn bình thường về việc có một Giáng sinh màu nâu. Nhưng mà điều kiện mùa đông truyền thống hơn có thể sẽ quay trở lại vùng Prairies vào tháng 1 và tháng 2, đặc biệt là ở Manitoba. Mạng lưới dự đoán một câu chuyện tương tự sẽ có thể xảy ra ở Ontario và Quebec, nơi mà người dân sẽ có thể dự kiến tận hưởng nhiệt độ ấm hơn và ít tuyết hơn bình thường trước khi mọi thứ có thể chuyển sang lạnh hơn. Và El Nino sẽ có xu hướng ảnh hưởng lớn nhất đến miền Tây Canada vì đây là hiện tượng ở Thái Bình Dương. Vào thời điểm dòng tia di chuyển đến miền Nam Ontario và Quebec, nó sẽ tiếp tục đi về phía đông hoặc là di chuyển về phía nam. Và mặc dù đúng là một phần của mùa đông năm nay có vẻ là khá ôn hòa, nhưng mà chúng ta sẽ rất quan tâm đến những gì xảy ra vào giữa mùa đông vì dự báo này thực sự có một ngã ba đường. Thời tiết ở Ontario và Quebec khá ôn hòa, hoặc trời thực sự trở lạnh và chúng ta sẽ có một mùa đông thực sự sắp đến. Kết quả dự đoán là nhiệt độ ở các thành phố như là Toronto và Montreal sẽ có thể có một mức trung bình gần với tiêu chuẩn theo mùa. Trong khi đó, dự báo về khu vực Atlantic Canada thì cho thấy rằng khu vực này đang trải qua một mùa đông gần như là bình thường với những đợt thời tiết ôn hòa được bù đắp bằng những đợt lạnh hơn. Và lượng mưa cũng sẽ gần như là bình thường, dự kiến ở phía nam Maritimes và mũi phía đông nam của Newfoundland, những nơi có thể sẽ đạt mức trên mức bình thường. Và mặc dù, thưa quý vị, đây là một El Nino mà chúng ta chưa từng thấy trước đây, nhưng mà điều đó không có nghĩa là chúng ta sẽ đột ngột trở nên ôn hòa ở Đại Tây Dương Canada. Mạng lưới dự đoán miền Bắc Canada của chúng ta sẽ có một mùa đông ôn hòa hơn một chút trong năm nay. Mặc dù thời tiết lạnh hơn có thể sẽ đến Yukon vào đầu mùa, hoặc là phía Bắc ở Vịnh Hudson, hoặc là đảo Baffin, có thể sẽ chứng kiến một giai đoạn nhiệt độ lạnh hơn bình thường vào sâu hơn trong mùa đông. Tiếp theo, thưa quý vị, có lẽ là quý vị nghe tin tức này xong, quý vị sẽ tìm đâu đó ở trong nhà mình những đồng tiền 2 đô. Khi mà tiền giả đã mới xuất hiện ở Quebec, Ontario, và một vụ bắt giữ cũng như là thu giữ số lượng lớn 26.000 những đồng xu trị giá 2 đô sẽ được cho là giả ở Quebec và đã được phát hiện. Một vụ bắt giữ nhỏ hơn thứ hai
cũng với những đồng xu giả đó ở một thành phố phía bắc của Ontario vài tháng sau đó, cho thấy một loạt những tiền xu giả mới đang được lưu hành trên khắp Canada, một chuyên gia về tiền xu đã cho biết. Trường hợp của người đàn ông ở Quebec đang phải đối mặt với những cáo buộc về hình sự vì bị cáo đã cố gắng nhập khẩu hơn 26.000 đồng xu giả tinh vi từ một nhà sản xuất tiền xu ở Trung Quốc, đồng thời sẽ trả 1 cent cho mỗi đồng được vận chuyển, theo hồ sơ tòa án liên bang cho biết. Theo hồ sơ của tòa án cho biết, một nhân viên hải quan của Cơ quan Dịch vụ Biên giới Canada đã thu giữ 12.000 đồ chơi được cho là giả tại một nhà kho của FedEx tại sân bay quốc tế Montreal vào tháng 1 và trong đó phát hiện những đồng xu. Và các nhà điều tra cũng đã tìm thấy hơn 14.000 đồng khác khi mà họ đột kích vào nhà của một nghi phạm trong vụ án đó cách Montreal khoảng 70 km. Và chuyên gia về tiền giả ở Ontario có tên là Mike Marshall đã chia sẻ rằng, ông giải thích, bằng chữ màu vàng ở bên phải, cách xác định những đặc điểm của nhiều loại đồng xu 2 đô giả mới lưu hành ở Ontario và Quebec khi so sánh với đồng xu thật ở bên trái mà quý vị đang nhìn thấy ở trên màn hình. Vào tuần trước thì CBSA đã chia sẻ lần đầu tiên một số hình ảnh kỹ thuật số về 26.000 đồng xu trị giá 2 đô bị thu giữ được cho là được đặt hàng từ Trung Quốc và lưu hành ở Quebec. Cùng lúc đó, cảnh sát ở Ontario đã xác nhận rằng họ đã bắt giữ một người địa phương sở hữu một số lượng đồng xu giả tương tự ít hơn vào tháng 3 và thu giữ 15 đồng xu. Chuyên gia về tiền giả đã cho biết rằng người đã xem xét hình ảnh của cả hai bộ tiền xu đã bị tịch thu và cho biết chúng dường như là đến từ cùng một nhà sản xuất. Cả hai đồng tiền giả Quebec và Ontario đều được đóng dấu năm 2012 và cả hai đều có những đặc điểm khác biệt giống nhau khiến cho các chuyên gia tiền giả phát hiện chúng là tiền giả khi mà so sánh đồng xu 2 đô đích thực cùng năm đó. Đồng xu 2 đô mới thoạt nhìn trông có vẻ là thật như quý vị nhìn thấy, nhưng mà tiền giả có một số đặc điểm khác biệt mà người tiêu dùng bình thường có thể nhận ra, bao gồm như quý vị thấy rằng hình ở bên phải, mũi của nữ hoàng quá nhọn và dài ở mặt đầu của đồng tiền giả. Còn phía trên đầu của nữ hoàng, một đặc điểm bảo mật hình chiếc lá phong xuất hiện trên đồng xu giả, không xuất hiện trên đồng xu chính hãng từ năm 2012. Và ở mặt gấu bắc cực của đồng xu giả, biểu tượng hình đô la đã xuất hiện giữa hai tính năng bảo mật hình chiếc lá phong. Và trên đồng tiền thật, chữ số 2 thực sự xuất hiện ở vị trí đó. Và cũng ở phía gấu bắc cực thì phía bên phải, gần đầu gấu có ghi chữ Canada xuất hiện trên đồng tiền giả. Còn trên đồng tiền thật thì có chữ đô la xuất hiện ở trên khoảng trống, thưa quý vị. Và cuối cùng vào năm 2012, trên đồng xu thật thì sẽ xuất hiện theo đường thẳng, trong khi các con số tương tự xuất hiện trên đường cong hoặc là đường vòng cung nhỏ trên đồng tiền giả, cho nên quý vị hết sức lưu ý. 26.630 đồng xu ở Quebec được cho là giả đã bị tịch thu tại sân bay vào ngày 9 tháng 1, và người phát ngôn của cảnh sát đã xác nhận cho một email rằng các sĩ quan đã thu giữ 15 đồng tiền giả này ở phố Ontario vào ngày 13 tháng 4, sau khi mà một người bị bắt giữ. Và các chuyên gia phát hiện tiền giả đã cảm thấy nhà sản xuất đồng xu giả mới của Trung Quốc có lẽ là họ đã thực hiện những thay đổi nhỏ với những đồng xu chính hãng được lưu hành ở Canada, nhưng bao gồm các tính năng để có thể nhận dạng được nó gần như là để lại dấu vân tay. Nhưng các chuyên gia đã làm cho nó giống đến mức mà những người mua thứ cấp có thể cố gắng coi là hàng thật. Và tôi có thể bỏ qua chúng ngay cả vì không ai nhìn vào sự thay đổi của chúng khi mà chúng ta tiêu tiền. Và loại Thuni mới này khác với loại được cho là Thuni ngón chân con gấu. Một loại đồng xu giả khác của đồng xu 2 đô có nguồn gốc từ khu vực Greater Toronto. Vào năm 2022, thưa quý vị, RCMP cũng đã bắt giữ một người 68 tuổi ở Richmond Hill, Ontario, sau khi thu giữ được tới 10.000 đồng Thuni giả đang lưu hành ở khu vực Greater Toronto. Và sau đó, ông ta đã bị buộc tội. Các chuyên gia cho biết, các ngón chân con gấu có thể sẽ dễ dàng nhận dạng được vì ngón chân phải của gấu bắc cực khác xa với những thiết kế của đồng xu thật. Tiếp theo thưa quý vị, một báo cáo cho biết rằng việc mà sử dụng ngân hàng thực phẩm Ontario đã tăng lên tới 38% trong năm ngoái, đạt đến mức khủng hoảng. Và hơn 800.000 người ở trong tỉnh đã phải sử dụng ngân hàng thực phẩm từ ngày 1 tháng 4 năm 2022 đến 31 tháng 3 năm 2023,
một mức tăng trong một năm cao nhất từng được báo cáo, theo The Hunger Report năm 2023 cho biết. Và một báo cáo từ Fit Ontario cũng đã chỉ ra rằng gần 5,9 triệu lượt người đã đến ngân hàng thực phẩm được thực hiện vào năm ngoái, tăng 36% so với năm trước và tăng 101% so với con số trước đại dịch. Nhu cầu này đang ngày càng tăng, khiến cho các ngân hàng thực phẩm trên toàn tỉnh đang phải vật lộn để có thể theo kịp nhu cầu. Mạng lưới ngân hàng thực phẩm của Ontario sẽ sụp đổ vào thời điểm nào đó gần thôi. Đây là câu hỏi của các nhà lãnh đạo trong lĩnh vực ngân hàng thực phẩm đang đặt ra, khi mà chúng ta phải đối mặt với những nhu cầu về tăng vọt vượt xa những gì mà chúng ta đã nhìn thấy sau suy thoái năm 2008. Và việc sử dụng ngân hàng thực phẩm đã bùng nổ bất chấp là tỷ lệ thất nghiệp trở lại ở mức trước đại dịch vào năm 2022. Điều này đã tạo ra một số câu hỏi, nhưng mà quan trọng nhất đó là chúng ta đang đặt câu hỏi tại sao có quá nhiều người dân Ontario phải vật lộn để có thể tiến lên phía trước như vậy. Trước đây, có việc làm nghĩa là quý vị không cần phải tiếp cận ngân hàng thực phẩm. Đây không còn là một trường hợp như vậy nữa, mà người dân Ontario đang đi làm vẫn đang gặp khó khăn trong việc kiếm đủ thu nhập để có thể trang trải những chi phí sinh hoạt hàng ngày, ngay cả khi mà làm nhiều công việc hơn hoặc là cố gắng cắt giảm chi phí. Công việc bấp bênh hay là sự xói mòn của các chương trình hỗ trợ xã hội, tình trạng thiếu nhà ở giá rẻ là những vấn đề đã trở nên tồi tệ hơn trong 30 năm qua. Cùng với chi phí sinh hoạt tăng cao, những yếu tố này đã góp phần đủ để khiến cho nhiều gia đình đang phải vật lộn để có thể kiếm sống. Người dân Ontario không đơn độc trong cuộc đấu tranh kiếm sống, khi mà báo cáo cho biết rằng các ngân hàng thực phẩm trong tỉnh hoặc là trên cả Canada cũng đang ngày càng nỗ lực để có thể đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng, tới 69% cho biết họ lo ngại về việc không có đủ thực phẩm để có thể phân phát. Nguồn tài trợ cũng là một vấn đề, với 53% ngân hàng thực phẩm ở Ontario cho biết rằng họ lo ngại về tài chính của mình không còn đủ khả năng để có thể duy trì được dịch vụ. Và 24% ngân hàng thực phẩm có thể sẽ bị buộc phải tạm dừng hoặc là giảm dịch vụ vì nhu cầu đã vượt quá nguồn lực của mình. Và đồng thời cho biết thêm rằng, một số ngân hàng thực phẩm thậm chí có thể sẽ bị buộc phải đóng cửa hoàn toàn. Mô hình ngân hàng thực phẩm là một mô hình được thiết kế cơ bản để có thể đáp ứng nhu cầu khẩn cấp, nhưng mà các trường hợp khẩn cấp sẽ chấm dứt. Thay vào đó, nạn đói đang trở thành một điều bình thường mới, được chấp nhận ở tỉnh của chúng tôi, và các ngân hàng thực phẩm đang trở thành một cách để có thể trợ cấp cho ngân sách cân bằng của chính phủ và tỷ suất lợi nhuận của các tập đoàn. Điều này không bền vững, mặc dù bản thân việc sử dụng ngân hàng thực phẩm ở mức độ cao là không thể chấp nhận được, nhưng mà chúng tôi đang đứng trước bờ vực thẳm của một điều gì đó rất tồi tệ hơn nhiều, theo giám đốc ngân hàng thực phẩm của Toronto cho biết. Và báo cáo của Fit Ontario cũng đưa ra chỉ vài tuần sau khi mà ngân hàng thực phẩm đã nói rằng một báo cáo ở North York cho thấy cứ 10 người dân Toronto thì có một người thường xuyên phải dựa vào ngân hàng thực phẩm trong giai đoạn 2022-2023. Và hai tổ chức phi lợi nhuận đó có trụ sở tại Toronto cũng cho biết tình trạng mất an ninh lương thực ở trong thành phố đang đạt đến một mức khủng hoảng, với 2,53 triệu người đến ngân hàng thực phẩm Toronto trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 4 năm 2022 đến 31 tháng 3 năm 2023, tăng 51% so với năm trước. Và báo cáo mô tả đây là mức tăng hàng năm cao nhất từng được báo cáo, và đồng thời nói thêm rằng nếu như việc sử dụng tiếp tục ở mức hiện tại thì con số đó tăng lên 3 triệu lượt truy cập vào cuối tháng 12. Báo cáo cũng đã tiết lộ rằng hơn 120.000 cá nhân mới đã bắt đầu sử dụng dịch vụ ngân hàng thực phẩm lần đầu tiên trong 12 tháng qua, tức là đã tăng tới 154% so với cùng kỳ năm trước, thưa quý vị. Và tiếp theo, thông tin liên quan, Saskatchewan đã đầu tư 80 triệu đô vào lò phản ứng hạt nhân đầu tiên của tỉnh. Và đây là một ngày rất quan trọng từ quan điểm của tỉnh về mục tiêu của chúng tôi sẽ hướng tới trong 3 năm và 10 năm tới, không chỉ đối với hoạt động sản xuất điện của chúng tôi, mà còn về cách chúng tôi đang nỗ lực hết sức để trở thành trung tâm thực sự, là một sự thay đổi toàn cầu, một sự chuyển đổi toàn cầu sang năng lượng hạt nhân sạch hơn ở rất nhiều quốc gia trên thế giới. Những lời chia sẻ của Thủ hiến Saskatchewan nói với các phóng viên. Và cuối cùng, thì sẽ có năng lượng tái tạo và sẽ có năng lượng hạt nhân. Máy sẽ được chế tạo tại công ty điện có tên là Westinghouse. Công ty này thuộc sở hữu một phần
của Cameco có trụ sở tại Sankat Jaewon và chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Hội đồng Nghiên cứu Sankat Jaewon SRC đã cho biết trong một thông cáo báo chí của chính phủ. Tầm nhìn của chúng tôi đó là nhìn thấy lò phản ứng vi mô có tên là Invency đầu tiên trong ứng dụng công nghiệp và đặt nền móng cho nhiều dự án trong tương lai khác. Những gì mà chúng tôi học được thông qua dự án này sẽ chuẩn bị cho SRC hỗ trợ cộng đồng và các ngành trong các dự án trong tương lai. Và theo trang web của Westinghouse, thì lò phản ứng vi mô Invency sẽ có thể sản xuất được 5 MW điện với hơn 13 MW nhiệt độ cao. Cơ sở hạ tầng lò phản ứng vi mô có kích thước chưa bằng 2/3 kích thước của một sân khúc quân cầu và ước tính có thể sẽ ngăn chặn 55.000 tấn khí thải CO2 mỗi năm. Công nghệ pin Invency TM hoàn toàn phù hợp với Sankat Jaewon vì nó hoàn toàn có thể vận chuyển được và nó cũng có thể cung cấp điện và nhiệt không chứa carbon, không sử dụng nước và có thể di chuyển hoàn toàn khỏi địa điểm sau khi vận hành liên tục trong thời gian 8 năm hoặc lâu hơn. Julie xin cảm ơn quý vị theo dõi tin tức vừa được cập nhật và chúc quý vị có một buổi tối an lành. Hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo tại YouTube channel Tiếng Người Việt Canada. Combo quà tặng sức khỏe cho người thân Tổ Yến Canada 514-996-6679.